Nhà báo Trương Anh Ngọc bất ngờ là nhân chứng của vụ xả súng trước thềm World Cup nữ 2023. Một vụ xả súng đã xảy ra ở New Zealand ngay trước thềm trận khai mạc World Cup nữ 2023. Đặc biệt, nhà báo Trương Anh Ngọc của báo Thể thao và Văn hóa là một trong những nhân chứng bất đắc dĩ cho một vụ đột nhập và xả súng ở khu trung tâm của Auckland, nơi xảy ra vụ xả súng cách khách sạn đóng quân của đội tuyển Việt Nam chừng 500m. Cảnh sát địa phương cho biết, nam phạm nhân cũng đã chết, đồng thời thông báo rằng vụ việc không phải là nguy cơ đối với an ninh quốc gia. Thông tin cập nhật cho biết, một tay súng 24 tuổi đã đột nhập vào một tòa nhà đang xây dựng và xả súng. Theo cảnh sát New Zealand, vụ xả súng xảy ra vào lúc 7 giờ 22 phút sáng nay giờ địa phương, cũng là ngày khai mạc World Cup nữ 2023 ở New Zealand. Được biết, trận đấu giữa nữ New Zealand và nữ Na Uy sẽ diễn ra lúc 19 giờ hôm nay, 14 giờ Việt Nam ở sân Eden Park, Auckland. Sự việc xảy ra ở ngay gần nơi đóng quân của đội tuyển Mỹ và đội tuyển Philippines. Phát ngôn viên các đội này nói rằng họ an toàn và vẫn duy trì các hoạt động như kế hoạch. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến tiếp theo. Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.